Em đang lại chào các bác nhá. Em lại quay một con máy giặt test được một bác khách ở Hà Nội. Bác chốt con 5.300. Chọn cho bác cái con đầu tiên trong lô hôm vừa rồi về 8 con. Thì chất máy thì cực kỳ đẹp luôn. Con này thì tất cả máy là zin toàn tập. Đấy. Từ vách tôn rồi đến mọi thứ là đều là sơn zin hết. Chưa đính một hạt sơn ta nào. Và em cũng phải chọn lựa rất là đẹp để cho bác mua, bởi vì đấy, bác đã tin tưởng cửa hàng và đặt cọc tiền cho nhà em thì các bác yên tâm là bao giờ em cũng chọn những con đẹp nhất, xuất sắc nhất ở trong một cái lô đấy để bán cho các bác. Và máy thì nhà em thì về con nào nó cũng đẹp cả. Đấy, đều là máy tuyển chọn cả. Và giá thành chiếc này thì cũng rất là bình dân. Đấy. Em quay qua máy cho bác rồi và mặt tiền máy thì không vỡ rộng đứt bể gì. Đấy, nói chung là một con máy đẹp và chất. Đấy, tất cả là zin toàn tập. Chỉ có điều là em thay bi thay phốt để cho yên tâm, thay tanh phốt và 4 bi để làm sao để đạt được cái tuổi thọ của máy cũng như độ ổn định của máy và yên tâm khi giao máy tay có dùng, bác yên tâm mà dùng thôi. Đấy. Và qua video này thì em cũng nói đến một số điều luôn. Đấy, hiện tại thì nhà em thì dòng máy tô thì đã hết rồi. Con này là con cuối cùng chốt một bác khách ở gần nhà. Đấy, thì cách nhà có 20 cây thôi. Thì buổi tối này sẽ lắp cho bác ấy luôn. Đấy, thì một lát em sẽ quay video cho bác ấy riêng. Đấy, hiện tại thì em chỉ còn ba la thôi. Ba la thì em đang còn rất rất nhiều máy. Đấy, tất cả các model thì đều còn. Đấy. Từ 3.300 đến 8.900 là đều còn hết. Bác cần bất cứ modem gì thì em đều có thể cung cấp được cho các bác hết. Đấy. Thì máy thì bây giờ hiện tại thì ở nhà là không còn một con nào luôn. Đấy, tất cả máy dọn chờ lên bán là không còn. Đấy, là không còn. Máy thì bắt đầu cứ đang dọn lên bán. Thì các bác yên tâm là máy thì không sợ hết đâu. Đấy. Này giờ cũng đã cận Tết rồi. Bác nào mà chưa mua được máy giặt cho gia đình mình, lâng đời cho máy giặt cho mình thì các bác cũng nên chủ động gọi em hai số điện thoại này để em làm máy và dọn máy cho các bác luôn. Đấy. Máy thì test lại lần cuối rồi em sẽ đóng Viettel gửi cho bác luôn. Đấy, máy thì cực đẹp luôn. Và em quay hướng dẫn bác ấy dùng luôn. Đây là phím tắt bật. Đấy, bật lên thì dùng ở đây. Giặt xong thì miếng nút tắt đi. Đấy, đây là khởi động, là mình bật lên và ấn khởi động thì tự động nó máy sẽ cân luôn. Nó có các chế độ như giặt thường này. Giặt thường nó sẽ không sấy. Giặt sấy là giặt xong là sấy quần áo là mặc luôn. Và sấy không là quần áo ướt bên ngoài cho vào mình sấy khô là khô luôn. Còn đây các chế độ như vắt xả, giặt xả, vắt sấy thì nó rất đơn giản rồi. Nói chung thì cái máy này bọn em dịch sang tiếng Việt rồi thì nó rất là dễ dùng. Đấy, quay một lần cuối cùng rồi gửi cho bác ấy luôn đây. Đấy. Em chào các bác nhé, các bác nào cần đặt máy thì cứ alo cho em. Và em cũng báo giá chiếc này luôn cho các bác được nghe luôn. Chiếc này thì hiện tại nhà em đang bán giá là 13 triệu. 13 triệu thì đã bao gồm cả đổi nguồn rồi, bảo hành có 1 năm rồi. Đấy, 13 triệu, 5.300. Hàng cực đẹp luôn. Đấy, 5.300 này thì em còn đang rất là nhiều nhá. 5.300 là hiện tại nhà em còn 4 chiếc như thế này nữa. Đấy, các bác cứ đặt hàng mua thoải mái luôn. Đấy, hai số điện thoại ghi sẵn trên màn hình đi rồi. Đấy. Con này là đời cao 2014, sang mặt vát, vách đen. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Máy thì tông duyệt tông rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Chọn cho bác con màu sứa này thì cho nó bền màu hơn. Đấy, màu này là màu sứa. Là một trong những màu khá đẹp. Tay chân sờ vào hơi bị bẩn một chút. Đấy, một lát nó sẽ lau lại và đóng gói cho bác luôn. Đấy. Em chào các bác nhá.